Thưa khán giả, ngay trong mùa nắng nóng không phải cao điểm dịch bệnh sốt xuất huyết, nhưng Đồng Nai vừa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm 2023. Bệnh nhân ngụ tại xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ. Điều này cho thấy công tác phòng chống căn bệnh này cần phải duy trì thực hiện thường xuyên. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tại huyện Cẩm Mỹ. Gia đình ông Lê Văn Lương chưa hết bàng hoàng khi vợ ông vừa mất vì căn bệnh sốt xuất huyết. Thông tin trường hợp sốt xuất huyết tử vong cũng làm nhiều người dân trên địa bàn ấp 4 xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ lo lắng. Bởi trên địa bàn xã, từ đầu năm đến nay mới chỉ ghi nhận 2 trường hợp sốt xuất huyết nhưng đã có ca tử vong. Có nghe tuyên truyền nhưng mà đâu có nghĩ tới cái bệnh đó đâu không biết. Thì dùng này hồi đó giờ đâu có đâu. Đâu có cái bệnh đó. Có nghe tuyên truyền trên trạm nó vẫn tuyên truyền hoài thường nhưng mà đấy lại mình không để tới cái chuyện đó. Mà không nghĩ tới cái bệnh đó luôn nữa. Lo lắng chứ chứ mình cũng sợ cho nên là mình phải giữ cho vệ sinh sạch sẽ rồi vậy. Để cả cũng sợ chứ ở gần bên nhà em mà. Mấy nghe mấy anh chị kêu là ví dụ như mình đừng có để nước trong lu rồi đó, đừng để nước trong hũ rồi để nó có loang quăng rồi vậy. Năm 2022, Đồng Nai ghi nhận khoảng 27.000 ca sốt xuất huyết nhập viện. Trong đó huyện Cẩm Mỹ ghi nhận thấp nhất với hơn 600 ca và không có ca tử vong. Do vậy, việc ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại xã Lâm Sang đòi hỏi địa phương phải tăng cường công tác phòng chống căn bệnh này. Thì năm nay nói chung về tình hình nắng nóng nhưng mà số lượng muỗi thì cũng có, lắc mắc cũng có. Thì trạm y tế thì quyết tâm thực hiện việc diệt lăng quăng cho kịp thời để phòng chống sốt xuất huyết cho nhân dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ sốt xuất huyết tại xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ. Kết quả cho thấy qua kiểm tra 12 hộ gia đình tại khu vực nhà bệnh nhân sinh sống, thì một hộ có vật chứa nước có lăng quăng, nhiều hộ khác xung quanh nhà có nhiều vật phế thải chứa nước, nước đọng. CDC Đồng Nai nhận định hiện đang là mùa nắng nên mật độ muỗi trên địa bàn thấp, nhưng tỷ lệ vật chứa nước cao thì nguy cơ sẽ phát sinh lăng quăng khi có mưa xuống, mật độ muỗi sẽ gia tăng. Rất nhiều cái vật chứa nước mà chúng ta thấy là hiện nay thì nó không có nước thật. Nhưng mà khi mưa xuống thì nó sẽ rất nhiều vật chứa nước, thí dụ như vỏ dừa này, chai lò này, rồi bát cái ly mà uống nước người ta vứt lát vật chứa nước linh tinh, giống như đoàn những cái nhóm bên cộng đồng người ta đi khảo sát là vẫn có vật chứa nước, vẫn có muỗi, vẫn có lăng quăng. Theo thống kê, trong tháng 2 vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận gần 400 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện, tăng 4% so với tháng 1 năm 2023. Trong đó trẻ em dưới 15 tuổi là hơn 200 ca, chiếm 53%. Trung bình số ca mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh khoảng 100 ca một tuần.